đứng trước. Trời ơi, ra cái vẻ. Ủa, con muốn làm YouTuber giống như ba sao mà con đòi Tí Này TV vậy? Dạ. Trời ơi, nó cỡ đứng chờ sẵn nãy giờ, nó giới thiệu kinh của nó các bạn. Thôi vô nhà chơi đi, để ba đi thăm bảy. Ồ, chào chào các bạn nghe. Các bạn biết mình là ai chưa? Bình dần bảy gắn đó nha. Mời các bạn đi thăm bảy cùng mình các bạn ơi. Hôm nay mình dẫn các bạn đi thăm 25 cái bẫy. Mà chắc không kịp quá. 25 cái con. Để coi mấy giờ các bạn. 5 giờ 3 giờ 50 rồi các bạn ơi. 3 giờ 50 rồi. Kệ thăm được nhiêu hay bấy nhiêu các bạn ơi. Mình cũng chuẩn bị ít chuột à. Mình chắc mình thăm không kịp á. Từ đây tiến dài lên khu vực bí mật á. Cái này mình đang có 4 con chuột à. 4 con chuột à. Mình lấy ít lúa chừng quay. Cái này chứ mình chăm thêm hai cái bể phụ nữa các bạn. Con đốc bẫy mình cuốn hổm về nè. Bẫy cuốn về hổm nè. Rồi, lên đường. Lên tin. Cái gì? Chúng lớn hả? Ừ, chúng lớn mà nó lớn lên chứ tự nhiên chúng lớn. Ừ, cảm ơn con. Lên đường các bạn ơi. Lên tin hết giờ bây giờ. Chào các bạn, mình mới vừa đặt xong hai cái bể phụ của mình rồi các bạn ơi. Mình đang tiến vào cái khu vực này nè, có 6 bể cái nha các bạn. Buổi chiều hôm nay á, khu vực này mình mất cái khu vực đáng buồn các bạn. Mất cái điện thoại á. Mình tạm đặt tên khu vực này gọi là khu vực mất mát nha bạn. Để kỷ niệm nha. Rồi, khu vực mất mát cái đầu tiên lên tiếng đây. Cái đầu tiên nha các bạn. Hút con coi. Ôi trời. Mới vừa rút ra cái chuột. Cái đầu tiên trong học các bạn ơi. Không im này. Rồi. Đi cái thứ hai các bạn ơi, đi tới cái đen nha. Mình đang tiến tới cái thứ ba nha. Bà con người ta dục phân nè các bạn. Mới dục phân nè. Chúng ta cái thứ ba nha các bạn. Cái thứ ba nằm dưới này nè. Thứ tư thứ bảy nè trời. Ôi trời. Nản thật chứ. Đặt từ đây nè các bạn. Đặt từ đây nè. Từ cái ngón tay mình đặt dài lên đây. Nản chưa từng có một cái chữ nản thì. Bó tay. Đúng là khu vực mất mát nè. Có hàng cái thứ hai thế phục. Trời ơi, ai mà vũ dừa đi, dấu chục đống dừa đây trời. Nè, nội ơi. Gì vậy? Trời, tao dở dừa ra, tao lấy bẫy mình luôn trời. Con nội nào vẽ dừa đi, bỏ lên đống gì trời. Nè, thì cái này thì mình biết rồi, chủ nhà tao bỏ phân. Còn dốc này, đống dừa đi nữa nè. Bẫy mình nằm ở đó mất tiêu. Trời, thôi, nghỉ đi, đi. Đi cái thứ ba các bạn ơi. Ôi trời, làm ăn khó khăn quá. Nhà tao bỏ phân này chưa tan đó các bạn, bỏ chiều nè. Đón mưa đó, thấy chuyển mưa điên kỉnh cho nên bỏ mưa. Bỏ trại. Hết biết rồi. Các bạn, tới đây rồi nè các bạn. Cái bẫy mình chắc có cái dính gắn các bạn. Nên lấy đây nè, cái bao mình nè. Lúa không nằm trên này nè. Bỏ trại luôn. Thôi ai lấy thì lấy, mình lấy cái bẫy mình đem về nhà. Ý mình lấy cái vỏ nó hồi bao nữa. Buồn 5 phút thiệt chứ. Bỏ tay cái bẫy, bẫy mớ mất cái sọc luôn đó. Tại vì phân này còn phân u ghê, nó chưa có tan nữa. Buồn thiệt chứ. Lấy cái bẫy mình mở cái bao, bỏ lại cái vỏ bao. Thiệt tình chứ. Chỗ này mình đặt có 3 cái các bạn. Chỗ đó không dính được con. Thăm 3 quận, quận này là quận thứ 3. Mở màn được con rồi, đường mới diện rồi thì không có dính. Thì các bạn ơi. Đang tiến tới cái thứ hai các bạn. Hy vọng cái thứ hai này còn nha. Cái thứ hai kia mất rồi. Mà cũng cảm ơn để lại cái vỏ bao cho mình. Cũng được đi. Để vô bao cũng được đi. Để dành cao lại. Đây, bạn hút con nặng ký ngoài cái. Để lấy lại chứ. Trời, vô. Nói hút là hút. Các bạn. Ký ngoài gì, 100g kiếm đỏ của mặt. Có là vui rồi. Rồi kệ. Có là cho các bạn vui. Mình cũng vui. Bạn coi nó trời, ông bệnh đi bắt bẫy gắn gì không dính con nào hết trơn, vẫn bệnh. Đó, các bạn không buồn không? Trời ơi, con chuột. Nó cắn nát con gắn mình hết trơn rồi. Cần cổ con gắn kìa. Đó, hư cái chân gắn luôn rồi. Thôi chắc mình thả luôn các bạn ơi. Thả, hy vọng mình được vô bẫy lại nha. Con gắn này cũng bự quá. Thả cái lòng tham nó nổi lên kìa, 300g. Thôi kệ đi, 300-400 này con thả đi. Với điều kiện được có thể quay lại cái bẫy cái tôi lắng nghe ông nội. Thả cho lành đi. Năm sau nè, thả đi. Bỏ đi đâu, bỏ đi ông nội ơi. Cũng chậm các bạn. Ôi, nó cắn cái nè. Thịt da gì. Banh chành hết trơn rồi. Tính về nhà mình dưỡng nuôi mà thôi, chắc nuôi không được các bạn ơi. Để cho ra tự nhiên. Sợ là cái bọt lúa này làm sao.
mắm có bị chuyền đây còn cổ nữa. Bứt một cuốn này ra mình thả cho nó đi luôn các bạn ơi. Ui, cái này chắc ngắn đực quá, thấy dè phèn. Trời, nó quắn cái tay mình không chịu đi nữa nè, quyết liếc tiếc cái gì vậy trời, tao thả đi mà chứ tao đâu có cầm đâu mà sao mà quắn dữ vậy. Đi đi. Nè, thả đi đi, đi đi. Nè, đi đâu đi đi, sao kỳ vậy? Còn muốn đi nữa hả? Chẳng cho bẫy mình, nguy hiểm quá. Đó. Đi rồi, bò đi rồi. Cũng gần khu vực này quá, nguy hiểm. Rồi, đi gần đặt lại, vô chuột đặt lại các bạn ơi. Vô chuột đặt lại nha. Cái thứ tư khỏi thăm các bạn ơi. Mình đặt ở trên cái gốc dừa, chỗ cái gốc dừa, chỗ cái gốc dừa đó đó. Mình đặt cái xích trên đó, mấy cái dừa nhỏ ở giữa đó, khoảng giữa cái dừa đó đó. Nè, sáng cuốc thôi mới cuốc nè, chắc mới cuốc dùng qua quá. Bó tay, bằng hì luôn rồi. Hút còn nào không hay trời. Cái này lâu quá không đi, 10 bữa gần 10 bữa. Khỏi thăm cái đó, đi qua qua cái này. Nói chung nãy giờ mình thăm được có hai cái chính thức à, mà dính đừng con. Đây, đây nha, sàn qua đây nha. Rồi, nước bình bỉnh luôn. Rồi, mình đọc giá cá luôn à. Chưa được bọn con thôi. Cái này nè. Không có con gì không, chắc đập cá rồi. Rút coi luôn đi. Đập cá, đập ếch gì chứ đi. Đập khu gan, khu cốc, không có mưa nữa, không có miếng nước nữa trơn. Không hay nước nhóc rồi. Rồi con chuột nó lưỡi chọn hồi nào rồi. Không dính thôi, dính cái tình trạng này ta kinh nản luôn. Này, con chuột còn các bạn ơi. Chuột còn cái xác đây nè. À, thà vậy đi. Rồi, đi các bạn ơi. Cái thứ năm nha các bạn. Đây là bò mét bò tường. Hơi khó khó nha các bạn. Bên đây nè nghe. Chua cái bờ tường này, mình chua cái đầu qua nó dướng được cái cảnh gai các bạn. Cái này thì mình giúp làm kỹ không? Đó thì kỹ chưa? Kỹ lắm nghe mà không biết có con nào này kỹ ghê quá. Ui ui kỹ quá kỹ. Rồi nhãn hiệu luôn. Họ chui đầu qua cái cảnh gai. Thật tôi cái hàng gạo. Bức tường không có các bạn ơi, phọc này. Rồi thăm cái thứ sáu các bạn ơi, mình chắc mình xong cái này rồi đi về quá tối quá, để ngày mai thăm tiếp nha các bạn. Rồi mình up lên luôn được chứ mấy cái này bữa nay nha các bạn. Cái tình hình này không im mà mất mấy cái, mất một cái lắp, một cái mất là hai cái rồi, thêm nặng nha các bạn ơi, nặng dữ lắm rồi nghe. Nói muốn nghỉ, nói muốn đỡ lưỡi rồi đó nghe. Trời ơi trời, con hổ heo con này khẩn ký à. Chà chà, ra ngoài rút ra ngoài lẹ bắt cho các bạn coi. Chà này chứ bụi chơi gai gai không à, con vô con hổ heo nha các bạn. Nè, bụi chơi gai dữ lắm nha các bạn, vô con hổ heo rồi. Mở cho các bạn xem liền. Chết cha, cuộc rút nó mới ghê, cuộc cái này phải lấy cái dao xử. Một con hổ heo buổi chiều nha các bạn, chứ một con trắng mình thả nha các bạn, sáu cái với được hai con. Sáu cái hai con mà con kia mình thả này. Giật mình các bạn. Giữ nha các bạn. Hơn 1 kg nha các bạn, nặng chịu chịu các bạn, nặng vung tay luôn các bạn ơi. Thấy chưa? Thấy nha các bạn. Nguyên các bạn. Có ba dòng nè, hai ba dòng luôn đó. Cũng nghe. Lung tung mà chắc mới vô cái đầu mới tin nè. Đây, các bạn thấy chưa? Đó, mới mắc mấy con lưới nha các bạn. Wow. Dẫn nó bắt các bạn xem ha. Đâu đó mà bự hơn con heo hỏi nhà mình nhiều nha các bạn. Cần ký lô có à ta. Phải luôn. Các bạn ơi, lọc mình dài lắm nha các bạn. Dài lắm nha. Các bạn, 1 gan, 2 gan, 3 gan đó nha các bạn. 3 gan 8 con lưới nha các bạn. Nó đụng cục rồi nè. Bạn thấy nó khủng khủng nha. Đây nè. Chưa. Kỳ kìa. Rồi đã quá, tức là bắt cho các bạn xem mà vừa tiếc cái cảnh này đẹp quá. Bắt gà cho nghe các bạn ơi. Sung rồi. Cái ép xuống một hôm. Ôi nó ổn một chuột chăng cái đầu này thú quá. Chịch xích đằng kia chút ơi. Ôi nó cứ ngắt. Xích đằng kia coi. Gọn nó đi, đưa cái đầu ở đây nè, cắn cái tay nó nè.
đẳng, ép nó đẳng nha các bạn, ép nó đẳng cho nó, cho nó ép rồi nè, bỏ nó đầu ra bạn ơi. Ý nó dễ thương quá vậy á, ý ôi nó gần hổ hồ giống như con trâu vậy, tôi kêu hổ trâu á. Cái sao nó quăng cái đuôi các bạn, nó sợ nó gớt nó té nên nó quăng vậy nè, toàn ten vậy nè. Đầu rồi, cái mỏ chắc là cái đầu sói trắng, sói trắng khủng ghê không sai ta. Nó kêu khù khù vậy các bạn, mình cầm nhẹ nhàng á nó có hỏi tát gì chứ các bạn. Ồ thở khì khì ghê các bạn. Vô nghe em ơi, vô túi nha em. Quệt vô, vô mở ra đi, món anh quà gì. Mở ra ta coi. Ôi nó kêu khù khù vậy các bạn. Ở ra tay. À sùng quá. Vô túi nghe các bạn, túi lớn nè các bạn ơi, phải túi nhỏ nghe, thấy vậy chứ bự lắm, ngon cơm mà nghe. Cỡ 1 ký à, cỡ 1 ký, 1 ký mốt trở lại các bạn ơi, chứ không qua nổi nữa. Rồi, đến đường nó về nhà thôi các bạn ơi, ngày mai mình tăng tiếp, mình sẽ up lên luôn nghe các bạn. Tiếp tục hành trình thăm bẫy nè, con cù chúng qua nè các bạn ơi. Hình như đây là cái thứ 7. Ta còn khoảng nãy mình nhẩm hình như 12 cái nữa, 25 cái tổng cộng, 25 6 cái vậy đó, mà hết 14 cái còn 22. Vậy là còn 16 cái nữa, 16 cái nữa. Đây là cái thứ 7 các bạn ơi. Cứ đếm tới đi. 22 21 cái vậy đó. Chà, trời ơi, cái này cho đây, đây nè. Cái này mới không dính con các bạn. Nó hốt thêm con hết trời. Đúng không? Rồi, nhẹ hiệu. Trời ơi lúa nó lên đóng, chuột nó mất tiêu luôn. Chuột nó mất tiêu sao? Chuột chắc còn, cho bỏ lúa vô cho nó ăn các bạn ơi. Vệ sinh cho cái gì đi. Đây thì bỏ lúa vô cho nó nha. Đồ nghề của mình nè. Một bịch lúa. Cái phiên. Hết hồn luôn. Ngắn chuyện qua này các bạn, cái cuối cùng là cái thứ 6 chuyện qua đó. Rồi. Đây nhặt mới chuột các bạn ơi, chị tung tăng tung tăng. Giờ mình bỏ chơi, mình bỏ mồi cho nó, đổ chuột cho nó rồi đặt rồi đi tiếp tục cái các bạn ơi. Cái thứ 8 các bạn, mình nhớ cái này không, cái này không dính gắn khủng nè. Hơn cái ký đó mà cái thứ 8 nè, không còn không để dính không còn. Trời con chuột kia nó gột là mất hứng rồi trời. Rồi thả nó vô luôn đi, cho lúa nó vô bọn ơi. Rồi mình đi tới cái thứ 9 các bạn ơi. Khu vực này khu vực không dính, gọi là dính đi chia nè. Khu vực này mình đặt cái tên là khu vực dính đi chia được rồi đó các bạn. Cái thứ 8 chắc phọc kìa các bạn. Tới cái thứ 10 các bạn. Trong cái lùm sậy đó đó mất một cái hổm đó. Nhưng mà mình không bỏ ý định ở khu vực này mình đón là có còn nó hèo nhỏ dính rồi rồi còn ten đó, dính trước á, mới dính rồi. Dính rồi thì mất rồi. Bây giờ là ở đây con cá nè. Bây giờ ra đây luôn. Cố ý đừng nó giờ ra đây mất luôn nha. Tiêu à, kiếm các bạn, kiếm chút nè. Cái gì thì ông thần đừng nói giờ cái nào mất cái đó nha. Đây mình kiếm các bạn ơi, còn các bạn ơi thấy rồi đó, thấy được cái chỗ đặt rồi bạn ơi, cái bẫy con tiêu rồi. Cái đặt của mình là từ cái tay mình đây, cái dài đó đó, cái hỏng mình lỏng xuống học luôn đó. Để cái bẫy đó đó mình lấp cái túi lại, đúng là mình quá lì mà tao lấy một lấy cảnh cáo mình còn cố tình đặt lại đi nhớ các bạn. Mất cái đó mình đặt cái cú dừa này nè, bước cú dừa bước thẳng xuống mé đó, đặt một cái nữa không ngờ đặt hai lần bị lấy hai lần. Tàn đời rồi, cục vốn luôn rồi các bạn ơi. No no cơm, no cơm mình dạch, mình không tin tưởng cái chỗ đó, mình thấy chắc hiện chỗ đó rồi, hồi mình coi kỹ đâu lúa nó rớt mới biết chứ. Nãy mình đặt bung cái chú này, đặt qua tới bên đó luôn, đặt tung cái chỗ đó luôn. À, mất công mình ghê không, mất công mình bươi mình kiếm á. À, xin anh Bình ơi cho ăn cái đi. Mình cho luôn khỏi mất công kiếm. Ui tức quá.
đi các bạn ơi. Đây là cái thứ 9, không dính con ngựa này các bạn. Con ngựa đó. Anh em ta xịt thuốc cỏ, xảy nó uống mà. Không dính con ngựa, là dính con hổ gì nữa đây không biết. Đây thấy thằng nặng không? Trời, con hổ chống phọc à. Con hổ chống. Chuột con không? Đi luôn các bạn ơi, chuột còn, hên quá. Mấy khu vực nào dính ly chia sao không dính đâu. Cái thứ 10 nha các bạn. Cái thứ 10 không biết con này là kẹt đầu nè. Không kẹt đầu bây giờ có cái gì không? Thấy con thấy cứt đáy chăng trời. Hình như có cục cứt chỗ này nha bạn ơi. Hình như vậy. Trời ơi đúng luôn. Dồi không luôn, bó tay luôn. Thôi, hổm kẹt đầu nha, chứ bữa nay chết ngắt. Đang tệ mà hổm, nó này thúi không có hổm nữa. Rồi xử lý cái này rồi đi các bạn. Cái thứ 10, kết quả có cái thứ 10 nha. Gắn đít là hên xui lắm con này. Hổm dính ly chi. Cái này nãy giờ nó phọc ly chi. Rồi, cái này mất luôn, cả xác luôn. Trời trời. Sao nó mất hoài quá. Bó tay không chỗ này dính hai con nên buồn sẵn đi lớn tới cả này tại khu vực này mình thấy dính nhiều bỏ mà nó mình đặt lại á đây luôn ô bó tay cỏ sạch bét quá trời ô buồn quá mất rồi bữa nay khởi đầu cũng không may mắn. Ê. Chỗ này là hổm chó nó quằn chứ nó nghiến sang con chứ mà mình dính lê lệ nó mất lê chia rồi cái này nghiêng hiểu rồi các bạn ơi nè rồi mất luôn chỗ này hai cái mất hết hai cái rồi thở hết nổi buồn hai cái phọc hết đây là cái thứ 11 các bạn ơi mất liền kèo hai cái luôn cái ấn luôn cũng xác chết nhà người ta luôn mất kia cái cục vốn rồi. Cái kia không còn gì nè, không còn vô, không còn lấy cái gặp để đặt luôn. Cái kia muốn sẵn hoàng luôn, hết cái đường cấp 1 luôn. Thật bình luôn, cái này hết cái đường đặt luôn, cái này cái đầu tiên luôn. Kìa bạn ơi, nằm đó nè, còn cái này còn. Đi cũng hết nổi, không mệt chứ làm ăn không mệt chứ. Nghĩ tới người ta tham lam, người ta lấy đồ của mình. Mình rút này đi luôn các bạn ơi, túi. Xác nhà người ta. Đi các bạn. Mình buồn không trời cũng buồn theo. Vừa không có, vừa bị mất liên tục. Ơi, cái dính con bự cái trời. Trời ơi. Đừng nói chết chuột nữa nha. Không biết chết không mà không thấy chuột. Ê, có cứt gắn gì đây trời. Phải không? Phải cứt gắn không anh? Chuột mất tiêu, mất xác luôn rồi. Ơi, con chuột còn xác các bạn ơi, đừng có bất quan cho người ta. Con chuột này là con chuột bị gắn ói ra. Nó thôi theo một cái chiều ướt nhẹp nè. Chứ gắn nhỏ các bạn. Rồi, đặt lại các bạn đây. Mình có nghĩ là có gắn ra đi cho nó đỡ buồn. Đang ở đây khu bí mật các bạn ơi, đó khu bí mật rồi đó nha. Khu này mình có 5 cái. Thì đây là cái thứ 13, cái này mà dính con ký chưa thấy. Chưa hết buồn hết đừng nói. Rồi. Không còn một con nào nữa các bạn ơi. Này mình đặt lộ quá, ngủ qua lên đây, đặt từ cái vô tay mình đang chỉ nè. Đặt dài lên này. Thì có 7. Nay lên đây mình thấy có 7 cái này trời. Buồn thiệt chứ mất nữa rồi các bạn ơi. Buồn. Như con chuồn chuồn. Lúa thóc còn nguyên trong hiện trường. Trời ơi được trời. Mình chắc. Chắc là nó chỉ nhiều đó nha các bạn. Rồi đi các bạn ơi. Mất nữa rồi. Ba mất rồi. Còn 4 cái trong khu vực này coi chừng mất hết. Rồi mất hết trên đây mình khỏi cuốn. Đi về luôn.
ngoài xe mình còn mình có đem 7-8 cái biểu phụ mình tính chập bữa nay, xong rồi quặng với mình chấm vô chứ hết chuột đem về, hết chuột đem về rồi giết hết khu vực hết 7 rồi. Hai mấy cái nãy giờ thấy mất rồi đó, ly chia rồi rồi cái clip mình đóng mình đặt tên là dính ly chia này, nó mất ly chia bỏ tại luôn. Lỡ mình kịp đi qua đây đi thẳng bánh luôn, cái cũng tới đích đây. Buồn quá. Hey. Hồi cá nhóc luôn. Xe máy bơm nước cạn. Hứng là cá nhóc luôn á, khỏi mà công đặt cắn, chỉ có đặt cá. Gầu cũng bệnh luôn. Hốt đen con thấy trời. Còn 4 cái khu vực này nha các bạn, cái 13 thì mất tiêu rồi. Mày coi ngay cái này, cái 13 đi. Ui ui. Nó cái mất cái nữa là chết nữa, khu vực này rất nguy hiểm quá, mất cái là thấy gầu. Còn các bạn ơi, còn rồi. Thở không nổi trời, còn mà nó nhẹ đụng tới cái nó chạy cái ghè trời, con chuột còn sống luôn nè, không còn miếng lúa luôn, lỡ chơi chảy ngày có thể chết không. Cái thứ 13 nghe các bạn, trong phòng thú quá. Chơi nhà cục lùm này, nhà vô cục lùm này phải giặt ra. Hốt con cũng quản coi. Đây cái thứ 14 nha các bạn. Giờ không nổi rồi. Trời ơi trời. Mình la trời ơi trời để các bạn hiểu cái tâm trạng của mình bây giờ nó xấu tệ cỡ nào. Đỡ đồng nào không có luôn. Cái thứ 14 phọc. Gắn đích đúng là bữa xưa, bữa trúng bữa thất. Mà thất thì nhiều, trúng thì ít. Hên thì ít mà xui thì nhiều, yếu thì chứ. Tiếp tục hành trình thăm những cái bẫy mất, còn là vui. Còn là chúng lớn rồi, trời ơi mình đi đếm bẫy chứ không phải đi thăm gắn. Đây là cái thứ 15, là chỗ gắn khủng nó chết á, rồi hết mồi thai đó. Mới chuyến rồi mình có mồi nè, rồi mình đặt lại nè, cái thăm đợt này có không. Cái thứ 15 các bạn. Bịch lúa này không có sử dụng nè, em gắn ngay nha. Ý, nghiêng các bạn ơi, thấy nghiêng rồi nè. Ý, cái nghiêng là cái cây này chim hả? Trời ơi. Con chuột chết hồi nào vậy? Buồn trong 5 phút. Lỡ 10 phút luôn đó. Ý các bạn ơi. Con gắn sảy các bạn ơi. Nè. Thấy hôm nó dài lên trên không? Thấy không? Hôm nó gài không? Gài cái ngắt luôn nè. Thấy chưa? Có hiện tượng gì nghe các bạn? Có hiện tượng lạ nha các bạn. Tôi gắn ra coi cái gì. Bao thì thấy cứt đáy chứ gì. Nó kệ đi đặt lại đi, đứng là mất thời gian quá. Không có thì đó, không có rồi. Phát hiện sĩ con thức chết. Gài kiểu này là kiểu gì vậy trời? Không dảnh luôn nè. Bó tay thì điểm qua có 7 cái mà hốt lượng em hữu hành, em hữu hèo. Bữa nay đi nãy giờ toàn là mất mát gì đâu, không giúp một con nữa rồi, từng tình này mất nữa. Bây giờ cái lúa này thấy ghê rồi đó, nhưng mà đặt ở trong lúa này mình nước đâu mình. Đây là cái thứ 16 này các bạn, đứng con gì đó coi trời. Ôi giời, có rồi. Bốn bóng rồi. Mình thấy bốn bóng. Dạ, chạy cái coi. Bóng rồi đó, bốn lượng rồi đó. Đỡ mệt rồi các bạn ơi. Gì vậy, dốc không. Ôi, trời bạn ơi, nặng. Nặng dữ thôi các bạn ơi. Cái rắn này khủng lắm rồi các bạn ơi. Khủng rồi, hàng khủng, hàng ký. Vô ký rồi các bạn ơi, trời ơi đẹp trời, vẫn coi nè, trên 1 ký, khủng khiếp rồi, mình la trời các bạn ơi, yeah, hết mệt rồi, trời ơi con rắn các bạn ơi, ôi đó, con rắn như cỏ dặn rắn khủng không chết rồi đó, trời ơi, cân rắn này cho bạn coi, có 1 ký phải gu, nè, bạn coi nè, bự cái nè, ôi trời, đã quá các bạn ơi. Vô nghe. Trời ơi con này.
Ông nội mẹ ơi, phải dĩ mới được chứ. Dĩa. Thằng Chương dựng cái trống lên, bắt ra cho bạn coi. Rồi ôi, không dính cắn khủng đằng kia các bạn. Nó cũng có chặn này đó. Bự vậy nè, mình tiếp thích hào qua đó. Mà mới đặt, mới thăm, nãy mình mới thăm cái vừa qua đó, không dính đó. Nó vừa rồi không dính đó. Yeah. Sướng. Hồi đó tới giờ ra, chưa có con nắng mà mình bắt khủng cái này các bạn. Khủng cái nàng. Cái đội khủng của nó đang bò ra các bạn ơi. Yeah. Ôi trời, nè các bạn coi nè. Mọc tảng thần ơi. Khủng khiếp mập luôn rồi, mà nó hơi cục các bạn ơi. Ôi nó mọc. Nó bự á. Trời ơi, nó ỉa. Các bạn coi nè, nó phanh 3-4 phanh của mình rồi nè. Các bạn thấy chưa? Cầm tay của mình nó siết một cái là nát cầm tay mình liền bây giờ. Trời ơi. Đã các bạn ơi, cái chân nhớt luôn, cái đầu cũng lưỡng. Nè, cái đầu hơi hơi chút nè. Ôi ông nội ơi, nó bự. Cầm tay của mình là không có xi nhê nghe các bạn. Khiếp rồi. Yeah. Sướng. Em sướng quá rồi. Trời ơi. Oh yeah. Sướng. Đã chứ. Công nhận cái cảm giác này nâng niu đu hoài luôn các bạn, đồng cảm nha. Nãy giờ mình buồn bao nhiêu, bây giờ mình sung bao nhiêu rồi đó. Trời ơi, nó ỉa ông nội ơi. Rồi, mở rắn ra. Trời ơi, nè, bạn ơi, nó vô rất bự. Yeah. Khủng khiếp. Mở rắn này. Rắn hổ hành này, hổ hành này dính chuyện qua. Dính này chuyện qua khoảng 5 giờ chiều, 4 giờ chiều, 3 giờ mấy mình mới đi thăm. Thăm được mớ 7, 5, 7, 7 dính nè. Hổ hèo nè. Ông nội mẹ ơi, nó bự. Cưng đi đâu, con ủi hoài dây cưng. Để mở cái bao này ra cái coi. Quên mở cái bao trước. Ôm nó không lo, ôm nó không nâng niu nó. Bự cái này trời ơi. Vô. Trên 1 kg phải gu. Rồi nè, nó bự con hổ hèo nha các bạn. Con hổ hèo không có cưỡi được với nó đâu nha. À con hổ hèo nằm dưới nè. Con hổ hèo này cũng khoảng có 1 kg, tại con hổ hèo nó dài á, còn con này nè. Mình con hổ hèo nè, mình có đó nè. Trời ơi trời, nắm một nắm luôn kìa trời, bún luôn kìa trời ơi. Ui, tê mình này. Có ký nè các bạn. Yeah. Có vốn là bẫy cho người ta lấy nữa rồi. Các bạn hãy lấy mình nó đi nghe, không sao đâu. Mình còn mấy chục cái bẫy nữa lận mà. Lấy đi mình cũng có hơn mười mấy cái lận, mình đặt từ từ mình làm thêm chứ các bạn lấy nữa nghe. Không có gì đâu. Yeah. Buồn chút thôi nhưng mà không sao, các bạn không có, các bạn cứ lấy đặt đi. Yeah. Vô. Dính đường cái bắt đầu nổ lên nè, sung bắt đầu nổ như là lựu đạn nổ. Nó gùm trời hết trơn. Đây cái nè các bạn ơi, cái này cái cuối cùng trong khu vực chưa. Vừa thằng nghe các bạn, anh đùm. Đây, này chắc chống phọc quá. Nếu con chuột chết thằng nào gã sát các bạn ơi nè. Có tay của mình á, chuột chết mình bỏ đồ nghe vô rồi đi vô nghe các bạn. Bỏ cái chuột vô, bỏ lúa vô nè. Mình đi vô nha. Chuột chết không tính nha. Khu bí mật mà không lên tiếng thôi, lên tiếng phải như vậy đó các bạn. Mình nhớ được con bướm hổng nó bự bằng con này nha. Nhưng mà hình như mình nhớ là cái chiều dài nó bằng hai cái mình lọp luôn á. Con hổng nó đâu có sình lắm đâu, bự chào bá vậy đó. Mình lấy chiều dài mình lấy hai cái mình lọp mình đo đó các bạn nhớ không. Con này chắc ngắn hơn. Đây là bẫy bẫy hết chuột mình gửi nhà của chú Tư này các bạn. Các bạn hãy đón mình về nhà mình đo ý mình lộn mình cân con hai con. Con nói cho các bạn xem nha, mình vô chuột cái con này. Với mình cộng mấy cái bẫy trên xe đó, mình có cơ hội mình sẽ đặt lại khu vực mới để có số 7 trên chở cả 25 cái, 27 cái gì đó thăm cho các bạn xem các bạn ơi. Mất ký từ từ cái huống thúi hẻo rồi. Nhưng mà không sao, mình còn tới mấy còn hơn 20 cái lận mà. Lấy đi rồi mình mua cái mới, miễn có dính gắn là được rồi. Trời đất phù hộ mà lo gì. Ok. Vậy nha. Cứ vậy nha, các bạn chờ đợi nha, chờ đợi mình để mình cân gắn nha. Yeah. Xin cảm ơn các bạn đã xem video tới giờ phút này nha. Thì mắt nó mưa quá trời bình địa luôn các bạn ơi, đục có nửa tiếng hồ vậy đó. Rồi anh lại nhà anh nó tên Bình, anh thương tình, anh cho một ca cà phê sữa quốc phê. Rồi thăm cho mình hai cái này rồi đi hút con hay con nó rồi mình đi các bạn ơi. Nó dễ thương quá, hút con hay con. Hồi nãy mấy cái đặt không có vậy. Khó kiếm bẫy quá vậy ta. Đây nè các bạn. Chuột này mình còn hai cái nữa. Thấy ra gấp lùm lùm hết trơn này. Rồi. Có nè con này đó. Con chuột này sao mà tối ngày nó cứ thay gác miết vậy ta.
Rồi để mình xử lý cái gập này các bạn ơi. Đẩy một gập gác này. Cái con chuột này nó ướt găng là lần nào mình cũng lợi mình thay gác cho nó chứ nè. Trời ơi nó bự kìa. Thay gác nó không đẻ gì không nội ơi. Chắc vậy rồi cái bụng chùa bầu chùa bình rồi các bạn ơi. Rồi còn cái nữa. Cái cuối cùng các bạn ơi. Hút con cây. Cái hơn hôm qua chứ không lẽ bằng hôm qua con nay con sao. Trời ơi trời. Thiệt hút con thiệt. Hút ngựa dần quét. Người xâm bé dữ trời. Con bé này cũng phải 200-300 gram nhỏ. Giỡn nó chút các bạn ơi. Thôi các bạn ơi, mình thả này ra. Rồi mình thả nó ra nó phóng sinh nó đi rồi mình tranh thủ về rồi mình về cái ăn quan theo chân mình để mà về nhà để mà mình đi cân gắn cho các bạn xem nha. Chứ mình giỡn các bạn mất thời gian các bạn quá. Đi nha các bạn. Đi qua ngoài kia đó mày. Nó nhỏ chứ nó cắn cũng mặn hết các bạn. Đi đi. Đừng vô bẫy tao nữa nha. Ra ngoài đi. Khi nó tắp một cái độc nhãn lông không các bạn. Trời ơi. Quấn tay nè. Phù. Vậy đâu vậy? Trời ơi nó gai lúc nào cho mình mấy bãi các bạn ơi. À, mình thả nó đi ra. Đi đi mày. Tính bắt nó mà thả. Thả nó đi đi. Giỡn với nó hoài mất thời gian. Tính giỡn với nó chút mà mất thời gian các bạn. Thả đi đi phần là mình về nhà theo cho mình ra đi mình cân gắn nha. Mình mới về tới nhà luôn các bạn. Đó, ở trơn chuột luôn. Đây, số hàng khủng của mình đó nha. Con hô hèo. Một con hô hành khủng. Ha ha ha. Được nhiều. Có thể cài được nhiều. Thả lên cây. Dù tin 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 tin. Trời gì 2 ký vừa đúng số 2 vừa mất số 2 luôn trời. Vừa đúng 2 ký à trời. Ta nhẹ ta. Không lẽ là con hô hành con hô hèo nhẹ ta. Bắt căng từng con các bạn ơi. Giờ này mấy giờ nữa. Okay. Mới móc cái điện thoại ra nè. 4:45 này. 4:45. Bắt ra con tai một khó bắt quá. Trời ơi con tai một à. Để... Ui nó bò lửng. Rồi coi. Rồi coi để tôi bắt bỏ cho cái ba cái bọc mình cân các bạn ơi. Cứ lưới ra mà đừng hố heo à. Đây, thử coi được nhiêu. Tới trên ký còn sao kỳ vậy. Trời ơi, lăn quăng quá vậy. Rồi đây, rồi cần cái cân này con. Thử coi đừng ký không. Bọc này chịu nổi không ta? Nằm yên như ta cân chút cây. Mệt nhiều quá. Trời ơi có 1 ký à, các bạn ơi. Ký giác chút à. Trời ơi. Buồn quá. Nặng quá nhưng mà có 1 ký giác à trời. Trời ơi con gắn có 1 ký giác à trời ơi. Buồn quá. Bự quá vậy các bạn. Đó giờ mình thấy con này là bự nhất của mình rồi đó. Khủng nhất rồi đó. Ghê không? Thì cho ba tấm hình nền cho mình. Đây. Cái tắt cái máy quay chưa?